Tháng tư này, tại Sài Gòn, sự kiện đặc biệt vực dậy niềm tin chữa khỏi nám cho hàng triệu phụ nữ Việt với sự có mặt của Ngọc Trinh, Trịnh Thăng Bình, Đáng My, Thân Thúy Hà và các chuyên gia bác sĩ hàng đầu về nám, trải nghiệm miễn phí liệu trình trị nám tích hợp laser gây tế bào mới nhất qua tăng tới 90 triệu đồng, giao lưu với các ngôi sao hàng đầu showbiz, ưu đãi 60% liệu trình trị nám, phân tích giảm miễn phí lên phác đồ điều trị cho từng khách hàng. Đăng ký ngay để sở hữu tấm vé tham dự sự kiện cực hot. Lavender Bạch Trang, vực dậy niềm tin chữa khỏi nám.